You have gold! Hiếu Hà! Hiếu Hà! Tiệc rượu của tao ai kêu mày đi giữ? Chờ anh Hà Đồng. Hiếu Hà, đêm nay đưa mày đi đốt tờ. Anh Hải đưa mày đi đốt tờ. Mày phải chết hoàng ủi như vậy được? Hiếu Hà, em sợ. Hiếu Hà, Hiếu Hà, Hiếu Hà, go! Không, 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 ba Hà, sao tự dưng mình dễ vô bữa tiệc đó mà chứ? Tụi nó muốn trừ khử tao mà. Tại sao mày thấy mạng tao một cách tức tử như vậy? Tao mới là thằng đáng chết, đáng nguyền rủa. Khốn nạn, tại sao mình lại dính dáng tới lũ đầu trâu mặt ngựa đó? Tại sao? Tại sao? Nếu mình tỉnh ngộ thì chắc chắn thằng ba Hạc em mình không chết oan chết ức như vậy. Rồi để tao biết giải thích với má, với vợ chưa cưới của mày sao đây? Bộ phim do Viettel Media sản xuất.